Sáng nay tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thượng cờ thống nhất non sông và duyệt binh nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Đến dự về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Trong không khí trang nghiêm của nghi lễ thượng cờ thống nhất non sông tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hiền Lương Bến Hải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị kính cẩn nghiêng mình ôn lại ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng nhưng cũng thấm đẫm máu xương của quân và dân ta trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và giữ nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ diễu hành duyệt binh Lễ diễu hành duyệt binh diễn ra trang nghiêm ngay bên di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương Bến Hải đã càng làm tô thấm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, qua đó góp phần lan tỏa lòng yêu nước từ hàng dân tộc đến đông đảo người dân.